Long Vũ thì rất là thích những màu, ví dụ như là màu đen, màu trắng. Long Vũ không thích xanh đỏ tím vàng, không thích. Màu sắc yêu thích của mình thì nó đơn giản lắm, mình chỉ thích đen và trắng thôi. Còn những màu sắc khác thì tùy vào cái mood của mình vào mỗi giai đoạn thì mình sẽ thay đổi. Nhưng mà ưu tiên chủ đạo vẫn sẽ là đen và trắng. À, bạn thích ăn tất cả những món ăn của Tây. Ví dụ như KFC chẳng hạn, ví dụ như là McDonald's hoặc Lotte hoặc là mì Ý, nói chung tất cả những món Tây là bạn rất thích. Nếu mà nói về món ăn thì mình thích ăn đồ Âu. Mình hay thích ăn đồ Âu nhiều hơn. Nhưng mà Việt Nam thì mình có một món ăn nó đi liền với kỷ niệm của mình, đấy là món phở xào. Bởi vì món đấy là món mình ăn, bà mình hay mua cho mình lúc mà mình ốm. Ui, toàn tên Tây thôi, không 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 biết tên Tây. Biết ba bộ phim bạn thích nhưng mà toàn tên Tây, Vân Dung không biết nói tiếng Tây, thôi bạn thông cảm. Bộ phim đầu tiên đưa mình vào nghề là bộ phim Click, có diễn viên Adam Sandler. Bộ phim thứ hai là Man in Love của Hàn, cũng cũ rồi, toàn những phim cũ thôi. Và bộ phim thứ ba chắc là bộ phim Parasite của Hàn. Thích bạn gái là sống thực tế, không thích nhõng nhẽo và cũng giống mẹ, thích bạn gái có hiếu và nền nếp. Giống mẹ. Cái đầu tiên đã, cái này chắc ai cũng biết rồi, nấu ăn ngon và sống chắc là sẽ thực tế một chút và nền Đấy, hiếu thứ hai. Ừ, rồi là chú Tự Long. Đấy. Ừ, rồi làm ai nhỉ? Cả mẹ Dung cả Long Vũ đều hâm mộ anh Hà Lê với bài Thành Phố Buồn. thì chắc là bên anh trai C2 mình có thích Anh Yêu Thứ Hai và chú Tự Long và anh Hà Lê ở bên anh trai Đường Ngàn Chông Gai.